dán PPF á, thì đầu tiên mình sẽ lột các cái miếng trong các cái lỗ ra để cho khi dán dễ. Rồi sau đó mình sẽ ướm lên điện thoại xem thử nó có khớp có vừa hay không. Rồi ok, sau khi ướm vừa thì mình sẽ tiến hành dán. Đầu tiên mình sẽ lau bụi. Lau bụi thường miếng lau đi kèm nó sẽ có miếng ướt và miếng khô. Thì nếu mình dùng khăn bình thường thì mình xịt miếng cồn mình sẽ lau. Lau thì mình sẽ lau từ trên xuống dưới, lau các viền, lau trên dưới để cho bụi nó ra hết khỏi máy cho nó sạch. Rồi sau khi lau xong thì mình tiến hành mình lột cái miếng số 1 ra. Cái miếng số 1 cho miếng PDF á, rồi mình lột ra. Rồi mà mình sẽ dán miếng PVF lên, canh cho nó đều trên máy. Này miếng số 1 thôi nha các bạn. Nó rồi mình sẽ kéo cái miếng số 2, số 3 ra nữa. Rồi mình canh bốn cái góc á cho nó đều. Mình coi cái độ hở cái miếng dán mà nó hở so với cái viền của máy á khoảng bao nhiêu thì mình chia đều hai bên ra, nó chia đều hai bên và chia đều ở trên ở dưới. Đó, mình canh cho cái độ hở nó đều nhau thôi. Rồi mình hạ xuống. Cái này nó có lớp keo á thì nó lấy bụi được luôn. Mình lên miếng 7 tại bên PVF. Thì dán PVF thì mình phải cần có một cái miếng đẩy nữa. Rồi sau khi định lên đều rồi đó thì mình sẽ vuốt, mình lấy cái miếng đẩy mình vuốt cho nó bằng xuống để nó hít hết bụi ra. Rồi ép canh nó hơi khó các bạn, tại nó có lớp keo đó, nó cứ bị hít á, canh hơi khó. Rồi sau khi thanh đều á thì mình tiến hành lấy cái miếng đẩy mình vuốt cho nó hít hết bụi ra. Sau khi vuốt xong mình sẽ tiến hành mình đẩy, mình dỡ một bên lên, rồi mình lại lấy miếng số 3 hoặc số 2 mình dỡ ra, mình đẩy đều tay, bạn đẩy đều tay đẩy liền, đừng dấp nó sẽ bị bong bóng, nó không có đều. Rồi sau khi đẩy một miếng một nửa mình sẽ đẩy tiếp một nửa còn lại, thì khi dỡ lên thì mình đè bên kia lại và mình kéo cái căng đằng xíu để cho cái lằn chính giữa nó mờ đi, thường bơm ép nó hay bị cái lằn chính giữa. Rồi mình đẩy đều, và khi gặp camera thì mình bo lại thôi. Rồi đó, mình đẩy các cái phần còn lại thôi là đều, nó sẽ đều đẹp thôi. PVF thường nó có 4 lớp đó. Rồi sau khi đẩy xong thì mình sẽ vuốt cái cạnh, vuốt các cái cạnh xuống. Các cái cạnh thì mình vuốt từ trên xuống các bạn, vuốt đều tay để cho nó khỏi bị bong bóng. Vuốt hết các cạnh thôi. Khi vuốt cạnh thì nó sẽ đắp lên một cái lớp phía trên nữa. Thì vuốt xong mình sẽ lọc một lớp phía trên ra. Dán PVF thì nó hơi lâu xíu, lâu hơn dán đường lực cái gì. Rồi đó, mình sẽ lọc một lớp ở trên ra nữa. Chỗ nào mà mình lỡ vuốt nó bị bọt bị dùng thì bên hông thì mình kéo lên được, kéo nhẹ lên xíu là mình vuốt lại. Vuốt đều tay để khỏi bị bong bóng. Cái viền thì mình đè vô xíu để cho nó hít vô. Để cắt cái góc. Để cho nó khỏi bung ra các cái góc chỗ các cái viền cua các bạn. Thì mình sẽ lấy bật lửa mình hơ lướt qua các bạn, đừng hơ một chỗ thì nó sẽ bị cháy, mình sẽ hơ lướt qua rồi mình lấy tay mình vuốt lại để cho các cái viền với các cái góc nó ôm sát vô, nó khỏi bị bong tróc ra. Mình cứ hơ gần lượt thôi, từ trái sang phải, hơ lên trên, hơ dầm qua thôi. Mình hơ thì mình vuốt thêm nhẹ thôi, tại vì khi mình hơ thì cái bơ bếp nó sẽ dẻo ra, thì mình vuốt mạnh quá thì nó sẽ bị giãn ra. Thì mình vuốt nhẹ nhẹ thôi, những cái góc thì mình vuốt nhẹ, đừng vuốt mạnh quá. Hoặc là mình tay mình bóp vô, để cho nó ôm sát vô cái viền điện thoại. Rồi mình cứ hơ lần lượt thôi, hơ lần lượt, rồi xong hơ cho nó ôm sát vô là được. Có thể lấy cái khăn mình vuốt nó sẽ trơn hơn. Các bạn không muốn vuốt tay không thì nên dùng cái khăn vuốt. Các bạn cứ vuốt xong là nó sẽ đẹp ngay. Rồi cảm ơn các bạn.